là ai? Ta là ai thế ta ơi? Tại sao sinh ở cõi đời trầm luân? Nếm mùi tục lụy sang trưng. Ta là ai thế, đáng buồn hay vui? Thế gian quanh quẩn chôn vùi. Trong phòng sinh tử, ngậm ngùi chẳng ra. Cuộc đời đầy ắp phong ba. Kiếm tìm mà chẳng biết ta là gì. Cái thân tứ đại chi chi, đất nước lửa gió, cái gì là ta? Tóc răng lông móng thịt da, bao nhiêu cái ấy ta là ở đâu? Xương gân tủy thận ruột rà, hôi tanh máu mủ, vậy ta là gì? Đờm phân nước tiểu hôi xì, xưa nay chấp trước cái gì là ta? Sắc trần sinh diệt phôi pha, sinh già bệnh chết, vậy ta là gì? Cuộc đời là vậy ngu si, tỉnh ra mới biết không gì là ta. Lợi danh tài sản cửa nhà, thân bằng quyến thuộc của ta nữa nào? Cuộc đời là giấc chim bao, vô thường xả tạm ai nào có hay? Đắm chìm sinh tử xưa nay, cũng vì ảo tưởng thân này là ta. Thân thối. Cái thân là cái túi da, chứa bao bất tịnh thối tha của mình. Người đời thì tưởng nó xinh, đắm say chiều chuộng tận tình thiết tha. Yêu thân từ trẻ đến già, đến khi thân chết, thịt da thối ồm. Người thân vội kiếm cái hòm, đã chôn xuống đất vẫn còn thấy ghê. Người đời chưa tỉnh cơn mê, nên còn say đắm vỗ về tấm thân. Bao nhiêu kiếp sống xoay vần, bao nhiêu khổ lụy vì thân thối này. Ai còn chưa tỉnh cơn say, 7 tuần không tắm thấy ngay sự tình. Thân này đâu có đẹp xinh, vẻ ngoài bao bọc trong mình thối tha. Tuệ tri từ chính thân ta, sao thân người khác thối tha một bầy. Nhẹ lòng buông xả từ đây, không tham đắm nữa thân này thối tha. Niệm sắc thân tứ đại. Cái thân tứ đại con người, đất nước lửa gió niệm thời tuệ tri. Đất có 6 tính để ghi, cứng thô nặng cùng với mềm mịn nhẹ. Nước có 2 tính xét suy, tan chảy kết dính nhận ghi trên mình. Nóng lạnh nhiệt độ thường tình, tuệ tri thời tiết tỏ tường ở thân. Đẩy nâng gió thổi phập phồng, 2 phần của gió tự phân rõ ràng. Niệm lui, niệm tới, niệm sang, lâu ngày tứ đại rõ ràng trong tâm. Không nhanh, không chậm, vừa tầm, 12 đặc tính trong tâm rõ ràng. Toàn thân thành khối sáng trong, dần dần khối sáng vỡ tan nhỏ dần. Thấy ra hạt sắc thật chân, tận cùng sự thật vi trần rupa. Sắc này mới đúng thân ta, hạt thô thì sáng, sâu xa hạt mờ. Sắc nghiệp có tự bao giờ, nghiệp nhân quá khứ bây giờ sắc thân. Sắc tâm vi tế tâm sinh, sinh nhanh diệt cũng thật nhanh vô cùng. Sắc từ thời tiết sinh ra, 2 phần nóng lạnh tạo ra sắc này. Sắc sinh từ ở dạ dày, chính là vật thực sắc này tỏa lan. Mắt tai mũi lưỡi thân tâm, thấy ra sắc pháp khi tâm hành thiền. Phá đi cái tưởng khối nguyên, thấy ra ranh giới không liền tấm thân. Tuệ tri chân đế sắc thân, cái thân tứ đại thật chân sắc này.
sắc sinh sắc diệt hoài hoài, bỏ đi cái tưởng thân này của ta.